Một loại quả mà cùng họ với tắc chanh quýt mà mùa này ở Nhật bán rất là nhiều, đó chính là quả tắc ngọt hay còn gọi là tắc thái. Điều ấn tượng khi lần đầu mình ăn quả này đó là có thể ăn luôn được cả vỏ nhưng mà lại rất là ngọt. Mấy năm trước khi ở Nhật mình đã từng ăn cái loại quả này rồi và mình cực kỳ thích và nó làm mình nhớ mãi. Ở Việt Nam thì mình chưa từng thấy ai bán cái loại quả này bao giờ nên mình cũng không biết là ở Việt Nam có hay là không. Quả bán ở siêu thị thì lúc nào cũng to, tròn và đẹp. Còn đây là cái cây ở công viên gần nhà mình ở đây. Trái thì xum xuê mà không thấy ai hái, nhưng so với cái quả ở siêu thị thì quả ở siêu thị căng mọng và ngọt hơn rất là nhiều, nhưng bên trong vẫn có hạt giống như nhau. Cái hộp này mình có thể ăn trong 1 phút 30 giây là hết, hay có thể đem chấm với muối tôm nữa nè. Cái độ ngọt mà hòa quyện với cái mặn mặn của cái muối tôm á thì ăn cực kỳ thích. Mình thấy ở các vùng quê hay trong vườn nhà người Nhật cũng rất là thích trồng cái loại cây này, nhưng mà thường không thấy bao giờ họ ăn mà chỉ để làm cảnh cho đẹp. Nói tới cái công dụng của cái quả này á thì quá tuyệt vời, có thể chữa ho, đau họng, chán ăn, đầy bụng và khó tiêu, chữa luôn viêm loét dạ dày và tá tràng.